chú anh chị nghe, đây là thu phương chiên chiên của chú anh chị xuất hiện hạ trận luôn. Anh chào chị Thuật Phương, dạ trong đây. Quá mổ anh ta. Hôm nay đâu mà đẹp thế? Đi qua mua đồ nè. Có đi diễn gì không? Dạ. Có đi diễn không? Anh đi quay. Đi quay xong rồi sẵn tiện được cái này em ghé qua mua ủng hộ. Ủng hộ chị Lan. Chào trân trọng nhất thì hôm nay tình cờ thì mình đến chỗ Đô Phương với lại Sơn Lai đó, có đi ăn đi quay YouTube kế bên, cho nên sẵn tiện ghé qua để ủng hộ chị yêu Hồng Loan nha cả nhà nha. Thì bây giờ thì em sẽ tiến vào quán. Ủa sao ngoài đi Kha? Ủa em ơi, ý là bây giờ chị vô luôn nha. Dạ. Hello cả nhà. Ủa em làm cái viên chiên không? Ờ đúng rồi. Ờ bé ơi cho chị xin vô rút nghe chú. Dạ. Em xin phép nha. Bây giờ chị Phương qua thắp nhang chú năm giờ mọi người. Trời ơi, ai mà kêu tên cú cơm của tôi vậy?
Rồi nói chứ hello cả nhà nha, thì hôm nay Vedet Vũ Đô Phương với lại Khalai đột nhập ngôi nhà chị yêu Hồng Loan để mà ủng hộ cho chị yêu mấy món ăn vặt nha cả nhà nha. Mấy món này rất là dễ ăn, mong là những anh chị em đừng đưa đít vô màn hình cơ. Không có phép lịch sự ha. Đó thì cả nhà thấy không, đó hai chị em đơn giản lựa tất cả các món để mà mua về đó cho gia đình mình dùng nha cả nhà nha. Đó thì bây giờ em nghe nói là khi mà mấy cô gái mà dễ thương nhỏ nhẹ đó thì đến mua hàng chị Loan là mua một chị Loan tặng năm. Đúng rồi, đúng rồi, để chị đọc trên trang bay á. Nằm mơ. Trời ơi, cái gì vậy má? Ý là mua ủng hộ chị Loan đi, kiếm mấy món là mua ủng hộ chị Loan đi. Để mỗi thứ một món đi em. Hết tủ luôn. Hết tủ luôn hả? Tụi không hết tủ hả? Vậy kia em phải kêu xe lại. Nói giờ là với chị Loan là Hồng Loan quá không? Đúng rồi. Chị là Hồng Giòn đi. Không có, chị là em của chị Hồng Loan, biết chị là Hồng gì không? Hồng Giòn. Hồng Hà Nhi. Giúp chị phun lửa vô mặt cưng á. Em là Hồng Treo Gió. Nhiều trời. Để có cơm trái đó nè em. Ngon lắm á Thu Phương ơi. Thiệt á anh. Mua chục bịch đi Thu Phương. Mua chục bịch luôn hả? Dạ. Ủa anh chị đi xuống em nha. Bây giờ em không có đem tiền nhiều, bây giờ em có thể cầm tóc giả hay là đội bông gì ở đây không? Cầm lại xin Hala đi. Ủa hay là, ủa cho em hỏi là ai được quản lý ở đây á? À em hả? À em ơi, chị có thể thuyết phục với em là chị có thể đem cái viên chiên về chị đổi đồ ăn không? Tính nói luôn á, tính nói vậy. Viên chưa? À chiên chưa? Viên chưa chiên? Chưa chiên sao đổi đồ? À bây giờ chị chiên nha. Không là giờ phải có liền, giờ nó mới đổi được. Chị ơi, có liền. Tại chị chiên xong là đóng cửa rồi. Đúng không? Tại chị chiên xong là đóng cửa rồi, hiểu không? À phải có liền mới được. Đúng rồi, mình phải có thành ý. Chị ra chiên liền kịp không ta? Vậy để em chạy về chị ở lại. Bếp ga đâu chiên? Đúng rồi. Nói chứ bây giờ là em có lợi ra sân ga nhẹ nhàng đơn giản thì sẽ ủng hộ qua chị Loan. Em mua nào vào của chị này? Y khô này với lại dòng biển. Mua hết đi cô Phương. Dạ tại vì để em kiểm tra túi tiền em cho phép không? Nói chứ ủng hộ chị Loan một món nè, hai món nè, ba món nè, bốn món nè, năm món nè, còn thiếu gì không ta? Mùa yến. Cô à, mùa yến đây chúng năm chỉ vàng của Phương ơi. Thì có hả? Mùa yến đây hả? Thì con mùa yến chúng năm chỉ vàng thầy con. Ờ kìa có, con giải năm chỉ vàng. Con giải năm chỉ vàng đúng không? Bây giờ cho em mượn năm chỉ vàng. Bây giờ cho em mượn năm chỉ vàng, em rút em lấy vía được không? Em xin vía. Đúng rồi. Ủa anh nó nghe nè, cho nên em thuyết phục anh đó khi mà mình mua yến mình đúng năm chỉ vàng đúng không? Bây giờ em cũng là con gái, bây giờ anh đeo nhẫn kem năm chỉ vàng không đi, rồi yến em uống từ từ chúng rồi anh khỏi lấy. Không biết nào thì cái hộp nào thì mua hết đi biết được. Cái nào yến nằm trong cái hộp nào á? Phải cào đó. Bây giờ yến năm chỉ vàng nếu mà mua hết yến ở đây là nhiêu ta mình phải tốn tiền 10 chỉ vàng. Đâu? Nó cầm có 1-200 hộp. À 1-200 hộp là một hộp là dự trù bao nhiêu? Có 5 triệu à? À một. Hello con nghe nè mẹ. Dạ dạ giờ chiên cá hả mẹ? Dạ dạ mẹ em gọi. Ngồi vô không gọi đâu. Ngồi vô thả không hay Nhi đi không mà. Ủa thiệt hả? Nói chứ là cảm ơn mấy anh rất nhiều nha. Sao em có mua yến không? Không em không mua yến, em mua đồ. À em nghĩ 5 triệu em muốn mua hả? Dễ thương ha. Nói chứ chị bây giờ chị cũng làm kế toán với anh. Ủa thiệt á hả?